Chứng kiến những cảnh này, quý vị liên tưởng đến đây là trích đoạn trong một bộ phim bom tấn của Hollywood, hay đơn thuần là cảnh tượng của một trận động đất? Không, đây là những gì tồi tệ nhất đã diễn ra trong buổi sáng định mệnh ngày 9 tháng 9 năm 2024 tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Chiếc cầu Phong Châu đã đổ sập giữa lúc mà các phương tiện đang tham gia giao thông khiến cho hàng chục chiếc xe từ ô tô cho đến xe máy đều rơi xuống lòng sông. Cảnh tượng quá khủng khiếp, nó khiến cho những người yếu tim không dám xem. Quả thật rất đau lòng thưa quý vị. Số phận của biết bao con người đã cùng nhịp cầu Phong Châu rơi xuống lòng sông bị cuốn đi theo dòng nước chảy xiết. Vụ tai nạn quá thương tâm và nó khiến nhiều người không khỏi day dứt, thậm chí bị ám ảnh nhiều ngày. Nếu không có vụ tai nạn thương tâm vừa qua thì hàng chục người đã được trở về nhà an toàn. Nhưng không, đến nay nhiều người vẫn mất tích và lực lượng cứu hộ chưa thể tìm thấy manh mối nào dưới lòng sông chảy xiết do mùa lũ. Quả thật, chữ nếu thật dài và ám ảnh. Nếu chiếc cầu Phong Châu vững chắc, không bị xuống cấp và khi bị xuống cấp được sửa chữa kịp thời thì vụ tai nạn thương tâm kia đâu có xảy ra. Nhưng tất cả đã quá muộn. Chiếc cầu huyết mạch giao thông giữa hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ đã đổ sập và bây giờ chúng ta biết thể hiện cảm xúc ra sao đây khi hàng chục người đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Trên thực tế, cầu Phong Châu được xây dựng từ tháng 7 năm 1995, đã qua nhiều lần sửa chữa, đại tu, cử tri đã nhiều lần kiến nghị xây mới bởi sự xuống cấp của nó. Cụ thể cách đây 2 năm, Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho hay, Bộ Giao thông Vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị được sửa chữa cầu Phong Châu để đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa và đi lại của nhân dân. Cử tri Phú Thọ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng 2 cây cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, trong điều kiện chưa thực hiện ngay việc đầu tư dự án, trước mắt Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác duy tu, sửa chữa cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ từ nguồn bảo trì đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Cầu Phong Châu được xây dựng, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Cầu được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực với quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế 18 tấn. Phần đường xe chạy 7 mét, lề người đi mỗi bên 1 mét, bề rộng mặt cầu 9,5 mét. Cầu gồm 8 nhịp, trong đó 2 nhịp 6 và 7 được chế tạo từ 2 nhịp dàn giản đơn 64m do Bulgari chế tạo. Trước đó, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã giao cho Sở Giao thông Vận tải tổ chức nhiều đợt sửa chữa lớn để đảm bảo giao thông và duy trì khả năng khai thác công trình, đồng thời làm mới lớp mặt cầu và lề bộ hành đồng bộ với những kết cấu dầm mới. Hàng chục tỷ đã được rót vào đây suốt nhiều năm qua. Lần gần đây nhất năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa nhỏ. Cụ thể là tẩy rỉ, sơn lại toàn bộ các thanh mạ thượng, thanh đứng, thanh xiên, hệ liên kết ngang trên và hệ liên kết dọc trên của nhịp 66m, 64m và 80m, thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn giang lực và sửa chữa phần bê tông phía trước khe đã bị nứt vỡ, sơn lại lan can trên nhịp chính và lan can phía trái tuyến nhịp N1, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên cầu. Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu. Tại báo cáo, tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, tại ấm thượng là cộng 27,25m, trên báo động 31,25m, khiến cầu Phong Châu bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Với gần 30 năm khai thác, cây cầu vốn đã phải chịu nhiều ảnh hưởng, bị hư hỏng, lại cộng thêm siêu bão Iagi, mưa lũ tác động càng khiến tình trạng xấu thêm. Khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của Phú Thọ bị sập, trôi 2 nhịp thép. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng 10 ô tô, 2 xe máy, 13 người dân mất tích và 4 người đã được cứu sống trong vụ sập cầu. Chứng kiến nhiều người bị rơi xuống sông sau khi cầu Phong Châu đổ sập, anh Quý Trọng, 33 tuổi, ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ kể lúc đó khoảng hơn 10 giờ, cùng đồng nghiệp Minh Hải đi làm ở huyện Lâm Thao qua cầu Phong Châu về nhà. Đi được 3 phần 4 cầu, hai người thấy rung lắc mạnh nhưng nghĩ do xe tải đi sau nên tiếp tục di chuyển. Đi được vài giây, một tiếng ầm từ phía sau dội lại, tôi chưa kịp ngoái lại thì hai anh em cùng chiếc xe máy rơi thẳng xuống dưới cầu. Kế đó là chiếc container đi ngược chiều rơi xuống lập tức bị dòng nước cuốn phăng, anh Trọng kể. Lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Từ trên cầu rơi xuống chừng 232 người cùng chiếc xe máy mắc lại thành cầu, cách dòng nước 4-5m rồi rơi xuống trụ, mố, cầu. Phần giữa cầu bị rơi tạo thành khoảng trống lớn, mặt nước khi đó chảy xiết, cuốn một số phương tiện ra xa. Hải kể hai anh em tay chân bùn rùn vì sợ, không nói hay kêu được câu nào. Vài phút sau,
người dân phát hiện nên hô hoán cứu trợ. Vì không tìm được dây thừng nên 3-4 người dân nắm chặt tay nhau, thả người xuống, kéo hai nạn nhân lên bờ. Ngay sau khi biết tin cầu Phong Châu sập, bà Dương Thị Hoa đã có mặt tại hiện trường. Được biết, bà Hoa có một người em trai tên là Cường, 44 tuổi, làm nghề tài xế. Theo bà Hoa, hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy chiếc xe của em trai bà đã rơi xuống cầu. Chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mà camera hành trình ô tô ghi lại là xe của em trai tôi. Chắc chắn là nó đã rơi xuống cầu rồi. Định vị của xe cũng ở dưới cầu. Chỉ không biết được bây giờ em tôi đang ở đâu, bà Hoa khóc đứt thành tiếng. Anh em, họ hàng đã tập trung ở đây đủ cả, chỉ duy có vợ nó ở trung tâm y tế gần nhà. Vừa xem video vợ nó đã khóc rồi ngất. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết ngồi đây mong ngóng có phép màu xảy ra, dù biết tỷ lệ là rất thấp, bà Hoa nghẹn ngào. Cũng mòn mỏi đợi tin cháu gái mình trong vụ sập cầu Phong Châu, bà Đinh Thị Mai, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ, đã khản cả giọng vì đau xót cảnh cháu gái mất tích. Ngay sau khi biết tin vụ sập cầu Phong Châu, hàng nghìn người dân ở hai bên đầu cầu đã tập trung ở hai bên bờ sông Hồng tìm kiếm các nạn nhân. Cho đến chiều ngày 9 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ sập cầu Phong Châu và triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tại đây, có đông đủ các lực lượng chức năng công an, quân đội, cứu hộ, cứu nạn, y tế. Ngoài ra, rất nhiều người thân của các nạn nhân đang mất tích cũng có mặt, mong ngóng tìm kiếm người thân của mình. Xúc động, thương người dân bị rơi xuống cầu, chúng ta hãy cầu mong những điều tốt đẹp, thần kỳ nào đó sẽ đến với họ trong mùa mưa bão khó lường. Đến đây video của chúng tôi xin khép lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.